Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử người mẫu Mai Thị Hồng Dung. Mai Thị Hồng Dung sinh vào ngày 2 tháng 11 năm 1993 tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Hiện là diễn viên người mẫu, chiều cao 1m68, cân nặng 51kg, số đo 3 vòng 83, 60, 90, sở thích đọc sách, du lịch, nấu ăn. Trước khi trở thành một diễn viên, Bella Mai, Mai Thị Hồng Dung là một vận động viên boxing chuyên nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi và từng đoạt được huy chương đồng toàn quốc ở bộ môn này. Hiện tại thì người đẹp chuẩn bị lấn sân sang các cuộc thi nhan sắc. Mai Thị Hồng Dung hay Bella Mai tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã được mời tham gia vào nhiều bộ phim như Mùa Oải Hương Năm ấy, Hương Quê, Săn Đàn Ông, Trả Giá. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng với lối diễn xuất tự nhiên thì người đẹp đã nhập vai rất thành công và được khán giả phim truyền hình đặc biệt ưa thích. Với lợi thế về chiều cao cùng với gương mặt khả ái, Bella Mai không muốn chỉ bó hẹp mình với vai trò là một diễn viên mà còn muốn thử sức mình ở đấu trường nhan sắc. Cô đã làm đơn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu vào năm 2016, tuy nhiên thì chưa đạt được thành tích như mong muốn. Không chỉ dừng lại tại đây, Bella Mai nói rằng cô sẽ tiếp tục tham dự các cuộc thi sắc đẹp khác trong thời gian tới. Cơ hội sẽ chỉ đến với chúng ta một lần trong đời nên tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Hơn nữa, tham gia đấu trường nhan sắc cũng là cách để tôi tự thử thách bản thân và năng lực của mình, Bella Mai chia sẻ. Ngoài thời gian đóng phim thì nữ diễn viên còn được mệnh danh là nữ hoàng nước mắt của điện ảnh Việt, còn thường xuyên được mời tham dự vào sự kiện, chụp hình quảng cáo và chụp những bộ ảnh thời trang. Trong bộ ảnh thời trang gần đây nhất, Bella Mai đã diện nhiều bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long, biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, khi thì nền nã dịu dàng, khi lại sexy hết cỡ, khác hoàn toàn với hình ảnh họa sĩ An Nhiên trong Mùa Oải Hương Năm ấy hay Thọ trong Ngũ Long Công Chúa. Bella Mai đã nhận thấy hình ảnh nữ tính dịu dàng gần như đã đóng mác với mình trong nhiều năm qua. Bởi vậy, thời gian tới thì người đẹp sẽ có những sự lột xác về hình ảnh để làm mới bản thân và không khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.